Công an tỉnh phối hợp với Ban vận động thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương. Tham dự đại hội có 150 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 cán bộ, cựu quân nhân công an đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra quyết định thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Với tinh thần dân chủ, thống nhất, đoàn kết, đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thống nhất thông qua phương hướng hoạt động của hội nhiệm kỳ 2023-2028, bầu ban chấp hành gồm 27 đồng chí, ban thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ mong muốn thời gian tới các phong trào hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phải làm tốt công tác vận động các cựu công an nhân dân tham gia hội ở cơ sở để thành lập các chi hội, xây dựng tổ chức lớn mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân. Mỗi cán bộ cựu công an luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, gìn giữ, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân.